chỉ Quang Linh Vlog, thằng Du Mục cũng bị buông lời khó nghe khi ăn sầu riêng. Nó được thiên nhiên đại, bà Hằng ăn ngon quá bà Hằng ơi. Ui. Không sợ mập à? Không sợ mập à? What? Hả? Bị nhắc đừng quyệt tiền sầu riêng, Quang Linh flex chi 4,8 triệu mua sầu riêng tại châu Phi. Anh thử đặt cho em một sầu đi. Để xem. Đặt nhớ trả tiền nha Linh. Cái gì chắc bà đợi. Ủa? Làm sao đây? Ngon à? Ngon phải không? Đây nữa, ngon đấy. Bên kia là quả như này, được kia mua là 4.7, 4.8. Gọi là bình thường thôi, 4.8. 4.8. Khi câu chuyện đại diện một nhãn hàng sầu riêng có những lời nói kém duyên với Quang Linh Vlog trở nên ồn ào, hàng loạt những khoảnh khắc khó đỡ trong phiên livestream được cư dân mạng tiếp tục chia sẻ. Trong đó, nhiều người phát hiện ra chủ nhãn hàng này không chỉ có thái độ khó chịu với Quang Linh vì cho rằng nam YouTuber đang ăn quá nhiều, mà người này còn liên tục có những phát ngôn khó nghe với hàng Du Mục. Cụ thể, trong phiên live, khi hàng Du Mục đang ăn giới thiệu sản phẩm, người này bất ngờ hỏi những câu kém duyên rằng ăn nhiều không sợ tăng cân à, khiến hàng Du Mục lại được fan sượng chân trả lời không. Không rõ vì lý do gì, lên livestream bán sản phẩm nhưng người này lại liên tục kỳ kèo khi có người ăn sản phẩm của mình và bày tỏ thái độ lo sợ người này người kia ăn quá nhiều. Không chỉ Quang Linh hàng Du Mục, người này còn tự cho sản phẩm của mình là đẳng cấp và không phải ai muốn ăn cũng được. Nhưng khi có tài khoản chăn gà trúng giải thưởng sầu riêng, người này bất ngờ thẳng thừng nhận xét chăn gà làm sao ăn sầu riêng được. Chẳng rõ ai thì mới đủ đẳng cấp để ăn những trái sầu riêng này, theo như lời chủ đại diện nhãn hàng này. Thế nhưng rõ ràng những phát ngôn kém duyên này khiến cho khách hàng trong phiên live vô cùng khó chịu. Ông chăn gà! Chăn gà sao ăn được sầu riêng? Chăn gà sao ăn được sầu riêng? Trong suốt quá trình diễn ra phiên live, không khó để nhận ra Quang Linh Vlog và hàng Du Mục nhiều lần sượng chân, thậm chí là đơ mặt ra vì những câu nói của người này. Như khi đang chơi trò chơi kiếm người trúng thưởng, người này cũng kỳ kèo rồi bất ngờ tuyên bố Quang Linh là người tặng cho khách hàng chứ không phải mình, khiến không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi Quang Linh nhờ người đặt thử một trái để kiểm tra thử hệ thống có lỗi gì không, người này cũng nhanh chóng chặn đường, yêu cầu Quang Linh đặt thì nhớ mà trả tiền, khiến nam YouTuber sượng chân. Cư dân mạng thì khó hiểu với thái độ sợ Quang Linh quyệt tiền sầu riêng của người này. Lúc này tặng fan á là Linh tặng nha, chứ không phải Oi Huyền tặng đâu. Biết sao không? Có đúng đâu. Có đúng đâu mà tặng Oi Huyền tặng đâu, cái đó là Linh tặng á. Đặt nhớ trả tiền nha Linh. Đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Nhiều fan cũng soi ra rằng Quang Linh Vlog trong quá khứ thậm chí còn không tiếc tiền mua một trái sầu riêng gần 5 triệu đồng về cho team châu Phi ăn. Nam YouTuber tiết lộ bản thân từng không ăn được sầu riêng nhưng sau vài lần mua ăn thử ở Angola thì lại trở nên nghiền quên lối về. Trong chuyến đi thăm vườn sầu riêng với nữ đại gia Huỳnh Như, dù rất thích ăn sầu riêng nhưng nhiều người thấy rõ hành động nhường mọi người có phần hết, rồi Quang Linh Vlog mới tinh tế bắt đầu ăn. Khi những đoạn video trong quá khứ của Quang Linh được chia sẻ lại, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nam YouTuber và cho rằng anh chàng đúng là ở hiền gặp phiền. Dù Quang Linh không lên tiếng nhưng thái độ của nhãn hàng với Quang Linh vẫn nhận về sự phẫn nộ của bộ phận fan anh chàng. Còn bạn, bạn thấy sao về phiên live ồn ào này của Quang Linh và hàng Du Mục? Chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!